Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được triển khai rộng khắp tại các trường học trên thành phố của Quảng Ninh. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học được nâng cao rõ rệt. Đây là những sản phẩm công nghệ thông tin có tính ứng dụng cao trong giảng dạy, được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều khuyến khích cán bộ giáo viên xây dựng như bài giảng điện tử, thí nghiệm ảo, website học tập, bài trình chiếu giảng dạy hay sách giáo khoa điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cho việc quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập được nâng cao rõ rệt. Sau một thời gian giảng dạy thì tôi cảm thấy là có đạt được một số hiệu quả nhất định. Đó là đã đổi mới được nhiều phương pháp dạy học, tăng tính tương tác giữa học sinh và giáo viên, giúp cho học sinh có nhiều cái sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tốt trong việc học tập và giáo viên cũng thêm phần hứng thú để hướng dẫn cho các con đạt được những cái thành tích tốt nhất. Để xây dựng thành công mô hình trường lớp học thông minh, tất cả các lớp học mầm non 5 tuổi, tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở đã được phủ sóng Internet cáp quang băng thông rộng và đã được đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Mô hình lớp học thông minh thì nó tạo ra cho một cái công nghệ mới về cái quản lý của lớp học đối với giáo viên và thực sự nó tạo ra một cái bước đổi mới hoàn toàn về phương pháp dạy học, điều kiện dạy học. Và nó sẽ có một cái tác dụng để nâng cao cái chất lượng giáo dục một cách thực sự. Thứ hai là đối với một cái trường học thông minh thì nó cũng là tạo ra một sự quản lý của nhà trường đối với giáo viên và của các cấp giáo dục. Mô hình này rất cần được phát triển mạnh trong toàn ngành của giáo dục của chúng ta. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức Ngày hội Công nghệ Thông tin lần thứ tư với chủ đề hướng đến mô hình lớp học thông minh, trường học thông minh. Đồng thời, các trường cũng giới thiệu các giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong công tác quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ sở giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong cán bộ giáo viên.